Xin chào các bạn, thì hôm nay là ngày 24 tháng 8 âm lịch và theo lịch thời vụ thì bà con nông dân ở đây người ta xuống lúa vụ đông xuân. Và hiện tại thì tôi đang đứng trên thửa đất thuộc ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Và hôm nay thì tôi và mấy anh em cùng ra đồng để sả tiếp người em của mình. Thì hạt lúa trước khi được sả xuống thì đất phải được làm kỹ. Thứ nhất là phải tơi xốp, thứ hai là phải bằng phẳng, và thứ ba nữa là phải được kéo rãnh. Thì rãnh này á là dùng để thoát nước, và thứ hai nữa là để tiện bón phân và phun thuốc sau này. Và khoảng cách giữa hai cái rãnh á người ta gọi là gò nha các bạn. Và bây giờ thì mình chuẩn bị vác lúa đi sạ nha các bạn. Hình như nãy ba thấy bao mục. Trời không rửa giờ chặt em thì vui. Ôi lúa ba đẹp nữa rồi. Có nữa hả? Lúa 5.000 mấy so sánh lúa 14.000. Lúa cổ mua lúa xác nhận hả? Để hai ông kia đi trước đi các bạn, mình sẽ đi sau. Từ từ rồi cũng tới chỗ thôi. Này giống lại thơm gì? Cái giống lúa vừa rồi hả? Rồi lấy bao đó gì? Tính ra người người đi qua cái chắc hơn nửa công á. Dám cỡ 2 gốc 3 đó á nha. Ai kêu à? Phone nè. Ông Khôn đó hả? Bây giờ thì mình sẽ đổ lúa ra thao nha các bạn. Do là cái gò nó dài nên là mình cần phải đổ cho nó đầy dung cái thao thì sả nó mới đủ. Còn nếu mà thiếu lúa giống thì mình cần phải chấp vá lại thì nó sẽ mất thời gian của mình. Và bây giờ thì mình bắt đầu xuống ruộng sả lúa nha các bạn. Và khi sả thì chúng ta cần phải bước đều và phối hợp với cái tay, phải luyện mạnh và cho hạt lúa nó bung ra cho nó đều. Thì có như thế thì lúa của mình sau này nó mới mọc đều và nó đẹp. Thông thường thì vụ đông xuân này á thì người ta sử dụng khoảng là 15 kg lúa giống trên 1.000 m² đó các bạn. Trên trường hợp là chúng ta xả quá thưa thì nó sẽ không có năng suất, và ngược lại thì nếu mà chúng ta xả quá dày thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà quản lý sâu bệnh sau này, và nó sẽ rất là dễ đổ ngã. Ông áo xanh với ông áo đỏ thì người ta gần tới bên kia các bạn ơi.
Còn tôi thì hiện tại mới được nửa gò. Thì cái rãnh phía bên trái của tôi các bạn, thì đó là cái đường nước chính trong miếng ruộng, và nó dùng để rút nước, rút phèn, hoặc là sau này khi mà bơm nước lên đó, thì nước nó sẽ vào ruộng nhanh hơn. Và khi xạ lúa thì chúng ta cần phải để ý cái hướng gió đó các bạn. Chúng ta cần phải xạ xuôi theo hướng gió. Nếu mà xạ ngược hướng gió thì hạt lúa nó sẽ rơi không đều. Và do đó thì chúng ta sẽ đi ngược trở lại để lấy lúa giống và xạ gò tiếp theo. Đã xạ xong cái thửa đất thứ nhất các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị sang cái thửa kế bên để mình xạ cho xong luôn. Và cái thửa kế bên này thì nó rộng khoảng 20.000 mét vuông các bạn. Mình thì đang xạ từ đầu này đi. Còn anh Linh, anh mặc áo xanh á, thì anh xạ từ đầu kia lại. Còn thằng em mình thì đang đi đánh đường nước. Bởi vì các dũng nó còn đọng nước quá nhiều. Nếu mà chúng ta không đánh đường nước thì khi mà xả xuống thì nó sẽ không hiệu quả. Và khi xạ thì chúng ta cần chú ý là chúng ta chỉ xạ trong cái phạm vi gò của mình thôi các bạn. Còn nếu mà chúng ta xạ sang cái gò kế bên thì cái người đi sau người ta sẽ xạ thêm một lớp nữa. Thì lúc này là chúng ta bị trùm mí. Thì trùm mí thì sau khi mà cái hạt lúa lên xanh á thì nó sẽ bị sọc dưa. Tức là cái chỗ dày, chỗ thưa. Và như thế thì lúa mình sẽ không đạt năng suất cao.
Và theo tục lệ các bạn thì người ta thường làm con gà hay là con vịt gì đó luộc, và sau đó người ta đem ra ruộng để cúng ông thần nông và xin phù hộ cho mùa màng được suôn sẻ và bội thu, và sau đó thì đem vô nhà để cho anh em làm sương sương sau những giờ xả lúa mệt nhọc. Và video đến đây là kết thúc, và hẹn các bạn trong video sau. Xin chào tạm biệt các bạn.